Giá kem Cone bao nhiêu tiền? Khá nhiều chị em hoang mang khi muốn tìm hiểu mức giá trước khi mua sản phẩm Cone, để mua được hàng chính hãng, giá lại niêm yết. Chị em cần hiểu hơn và cân nhắc kỹ trước khi mua sản phẩm kem dưỡng Cone nhé. Bên mình là shop bán hàng, nên có được cực kỳ nhiều thông tin phản hồi từ khách hàng, nên bên mình sẽ biết và tư vấn chính xác là bạn nên dùng sản phẩm nào sẽ phù hợp với da của bạn hơn, để bạn không tốn tiền mua thử hết sản phẩm này sang sản phẩm khác. Bên dưới mô tả video này có số điện thoại Zalo của shop, bạn nào cần tư vấn thì liên hệ nhé. Và dưới phần mô tả, shop mình cũng có để link video phân biệt hàng thật giả, để những bạn nào cần mua kem, biết cách phân biệt kem giả, để không bị người ta lừa mất tiền nhé. Chỉ cần những gõ những từ khóa đơn giản tìm kiếm, tại các website hay các trang mạng xã hội, chị em sẽ nhận được khá nhiều kết quả khi mua sản phẩm kem dưỡng trắng da Cone. Sở dĩ lại có nhiều mức giá như vậy, bởi ở đây chưa có một cơ quan quản lý chặt chẽ nào can thiệp về các mức giá hàng hóa trên các trang mạng. Tận dụng những tự do kinh doanh này, khá nhiều shop bán hàng đã bán với nhiều mức giá khác nhau. Yếu tố hàng thật hàng giả kém chất lượng cũng sẽ khiến cho giá kem Cone hộp vuông Thái Lan khác nhau. Nhiều người nhập hàng chính hãng về bán tất nhiên chi phí nhiều nên giá thành cao. Tuy nhiên nhiều đơn vị khác sử dụng hàng nhái, hàng Trung Quốc sẽ bán ra mức giá rẻ hơn thị trường. Nhưng suy cho cùng giá thành cao chưa hẳn là sản phẩm tốt. Lợi dụng đánh vào tâm lý người mua hàng, giá sản phẩm Cone cao cứ cho là tiền đâu của đó. Điều này không thể đúng khi các mặt hàng được bán qua mạng chưa kiểm chứng được. Vì thế điều cần thiết nhất chị em nên lựa chọn nơi mua hàng uy tín, bán giá cả phù hợp, khách hàng đánh giá cao. Như vậy, mặt hàng sẽ đạt chất lượng và chị em cũng yên tâm sử dụng hơn. Để biết được chính xác kem Cone giá bao nhiêu mà không bị người ta lừa mua phải hàng giả nhái, bạn có thể nhắn tin cho shop để được tư vấn trước khi mua nhé. Khi mua hàng, để không phải băn khoăn về sản phẩm, chị em phải nắm chắc được giá niêm yết chung trên thị trường là bao nhiêu. Sản phẩm kem dưỡng Cone cũng vậy. Tất nhiên chị em khá hoang mang khi tìm kiếm ở nhiều nơi. Nhưng lưu ý chị em nên chọn các trang chuyên về mỹ phẩm, bán đa mặt hàng và uy tín để so sánh giá. Vì những shop này công khai giá chắc chắn sẽ có giá thành phù hợp nhất. Đối với kem Cone hiện nay, giá kem dưỡng da Cone 50ml có giá hơn 450.000 đồng. Đây là mức giá chung nhất trên thị trường và phù hợp với nhu cầu sử dụng của nhiều khách hàng. Dù gì chị em cũng bỏ số tiền ra mua hàng, nên chọn các mặt hàng chính hãng đúng chuẩn để sử dụng. Bởi vốn dĩ nhiều chị em cũng biết được dùng kem giả kém chất lượng, vô tình trở thành kẻ gây hại cho da. Bôi lên da không làm cho da đẹp lên, mà chị em đã sử dụng một lượng hóa chất không tên tuổi lên người. Vì vậy, không chỉ phát huy được hiệu quả của kem dưỡng, còn hạn chế được các rủi ro hư hại da trong quá trình sử dụng kem Cone. Kem Cone hiệu quả tốt, nên bị làm giả nhiều. Bạn nên mua hàng ở những shop uy tín, bằng cách xem shop đó có nhiều khách mua hàng không, shop đó có được khách hàng đánh giá và nói tốt về sản phẩm hay không. Đặc biệt là bạn nên tìm mua ở những shop bán hàng có tâm, họ tư vấn kỹ cho bạn, xem bạn có dùng được không, chứ không phải bán vì tiền thì sẽ yên tâm hơn. Bên shop mình cũng có bán kem Cone hàng chính hãng. Shop mình cho bạn kiểm tra hàng trước khi nhận, để đảm bảo bạn không bao giờ bị lừa mua phải hàng giả. Bạn có thể nhắn vào Zalo bên dưới để được nhân viên tư vấn kỹ cho bạn nhé.